Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về một em number block có số là 27 nhé. Như mọi người thấy thì trên đầu của em ấy đâu có số 27 này. Em ấy có đội một chiếc mũ mọi người ạ. Con ơ mong u ớt à? Đúng không? Em... À mong ớt. À mong ớt. Yes. Em này là em number block mọi người nhé. Number block là một loại đồ chơi tự làm. Xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel review trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình xin review. Hình dáng của em ý là màu cam mọi người nhé. Đồ chơi thì hình con Among Us. Hình dáng của nó là màu đại hình vuông nha mọi người. Màu cam và hình vuông. Cái này được làm từ ở đây nó có ABS. Có dán một đây khuôn mặt mắt miệng đặc điểm của đây nha mọi người, hình dạng của em number block này là có mắt và có miệng mọi người nhé. Thì ở đâu có number block thì đều có những cái hình mà được trang trí như thế này rất là nhiều mọi người ạ. Đây từng nhà dán của number block tương tự như cái này mọi người nha. Màu sắc của nó là màu cam mọi người nhé. Số 27 ạ, mọi người có thể mua về tự làm hoặc là cho các con chơi này, cho các con nhận biết về hình khối này, nhận biết về màu sắc này. Đây và đây là một em number block nha. Mình không am hiểu lắm. Nó rất là nhẹ mọi người ạ. Nó khá là nhẹ. Đúng tháng 6 nghỉ đúng một ngày độ 4. Thế là những cái video này là mình tính từ đầu tháng mình làm hay là mình chỉ tính từ ngày 11 anh? Em cứ tính từ ngày 11. Phải tính từ đầu tháng chứ. Từ ngày 11 thì làm sao mà đủ được một... Từ ngày 11 thì đúng từ 1 tháng 6. Cứ đến đủ tới 30 ngày một tháng thì nó mới tính được chứ. À thế à? Thế là bắt đầu tính từ ngày 11 hả? Của dâu này nhé, của dâu nó hút nước. Ok, và bắt đầu vào video thôi. Đây nha mọi người, đây là một em number block rất là đẹp. Có cái mắt hình màu tím nha mọi người. Mặt màu tím nha, cái miệng không cười đâu mọi người ạ. Miệng này là đôn chề, rất là đôn chề. Cố gắng tăng cài vãi. Con bé được nhìn gì? Nó có hai chiếc tay ở đây mọi người này. Tay ở đây này mọi người này, nhưng mà trong quá trình sử dụng thì nó bị rơi ra mất rồi mọi người ạ. Đây
nên là nó chỉ còn một khối hình vuông như thế này thôi mọi người nha. Đây là một hình dạng của con Omolot màu xanh với cái đầu có cái đầu nó là có cái gì đó, đĩa bay, đầu cái đĩa bay phía trên. C2. Cái chai này mình đã review chưa nhỉ? Number block. Đây là sản phẩm cho mọi người. Video review về cái con đồ chơi Among Us này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào. 1 review Bạn ơi, tớ cái gì tớ review bạn ơi. Hết rồi, chả còn cái gì hết ạ. Tớ mới được 20 cái đấy bạn ơi. Tớ còn 20 cái nữa bạn ơi. Thật, từ sáng giờ mới được có 20 cái. Đúng. Yeah. Em nghĩ nhiều đồ để review. Đến giờ về đến nơi rồi. Đến giờ về rồi mà còn chưa được một nửa. Tối nay tha hồ lại mà tăng ca nha. Ngày mai cũng 40 cái nữa. Từ giờ đến cuối tháng là không có một ngày nào nghỉ. Ngày mai là ngày chủ nhật mà anh. Sao? Từ giờ đến cuối tháng anh không có một ngày nào nghỉ. Ngày nào cũng phải đều 40 cái thì nó mới đủ được. Rồi. Còn thằng Chiến thì chắc phải tập 50 cái. Rồi, đều từ ngày này. Nó tính nhỏ rồi. Chứ còn em thì tầm bao nhiêu cái? Em thì cũng cứ đều 40 cái. Thế thôi hả? Ừ. Khi nào mà cần hơn thì nhớ ới em nha. Thì bật đàn em mang cho anh ít đồ sang đây review. Cái thời gian mà tối lại mà anh rảnh đó, anh cứ đi ra tạp hóa, anh ra siêu thị ngồi mát. Sắp tới chị anh mở cửa hàng rồi nhập sang đây review. Cứ video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào cả nhà.